Thưa quý vị, thu hút các nhà đầu tư lớn là định hướng xuyên suốt trong công tác xúc tiến đầu tư của Thừa Thiên Huế trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, phải đến thời gian gần đây, định hướng này mới được thực hiện hóa qua việc xuất hiện hàng loạt các tên tuổi lớn trong và ngoài nước đăng ký và triển khai đầu tư vào Thừa Thiên Huế. Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với sự phát triển kinh tế, bởi một khi các dự án lớn đi vào hoạt động sẽ không chỉ tạo ra những cú hích tăng trưởng mà còn đem lại những hiệu ứng lan tỏa rất rộng lớn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều cơ hội thu hút đầu tư. Hiện nay nhiều dự án lớn đang được triển khai ở các khu kinh tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh như Laguna Lanco, khu du lịch nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, khu du lịch quốc tế Minh Viện. Ngoài ra, tỉnh cũng đã cấp phép một số dự án lớn như nhà máy sản xuất ô tô của công ty Đăng Kim Long Moto, dự án nhà máy chế xuất Bilemax Việt Nam về đồ chơi trẻ em. Minh Viện có dự định sẽ mời những tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng hàng đầu thế giới để cùng khai thác và nâng tầm cái dự án nói riêng cũng như hy vọng là nâng tầm cho du lịch của Lanco và Thừa Thiên Huế nói chung. Trong tháng 2 tại hội nghị phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cấp chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án của các nhà đầu tư lớn như SLC, tập đoàn Sovico, Văn Phú Invest, tập đoàn BRG. Như vậy, với sự nỗ lực từ phía chính quyền cộng với hành lang pháp lý ngày càng thông thoáng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến triển khai dự án tại Thừa Thiên Huế. Ngoài tăng cường thu hút đầu tư từ chính quyền, các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương cũng thực hiện vai trò kết nối thu hút đầu tư từ các đối tác ở các nước trên thế giới. Nối kết các doanh nghiệp hiện đang đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo ra môi trường khăng khít, thân thiện, đoàn kết, tương trợ nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong môi trường phát triển kinh doanh của mỗi đơn vị. Qua đó tạo một tiền đề nối kết, một hình ảnh tốt nối kết để kêu gọi đầu tư mới về tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh, trong năm 2019, Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút được 15 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn cam kết khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đô la Mỹ. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực như công nghiệp sản xuất, y tế, giáo dục đào tạo, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và các ngành công nghiệp phụ trợ khác. Trong đó bao gồm du lịch, dịch vụ du lịch, bất động sản, hạ tầng cả khu công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực liên quan công nghiệp 4.0 như công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp văn hóa khai thác các giá trị văn hóa, di sản của cố đô Huế, công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vật liệu mới, công nghệ sinh học và một số ngành liên quan khác phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Trong những lĩnh vực đó, tỉnh chủ trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm mang lại hiệu quả đầu tư lớn hơn, tạo điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đó là định hướng xúc tiến đầu tư hiện nay và trong thời gian tới. Với cái xu hướng phát triển tới đây của các cái dự án trong du lịch cũng như công nghệ thông tin, thì FDI thực sự là đang giúp cho Huế, ngoài cái việc phát triển trước mắt thì sẽ giúp cho việc quảng bá Thừa Thiên Huế ra cái hình ảnh với thế giới. Từ đó chúng ta sẽ có cái xu hướng thu hút được những cái dòng đầu tư cao cấp thiên về cái hướng là phát triển kinh tế xanh bền vững. Kinh tế Thừa Thiên Huế đã có những chuyển biến tích cực với nhiều kỳ vọng mới. Với sự triển khai và nhiều dự án mới đầu tư của các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược, bức tranh đầu tư năm 2019 và các năm tiếp theo ở Thừa Thiên Huế sẽ tươi sáng hơn. Tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến mục tiêu trở thành một địa phương phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.